hai cha con chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe đi đón mẹ, giống như là hai cha con chúng ta bị bỏ rơi, phải không Bắp? Phải không? Mình có đang bị bỏ rơi không hả Bắp ơi? Mình có đang bị bỏ rơi không? Dạ có. Sao con nói không? Thầy nói có chứ. Dạ có. Giỏi. Con ôm tay ba đi. Ôm tay ba yêu ba đi. Ôm cái tay ba làm sao? Trời ơi, có thương ba không? Không. Ủa? Dạ có. Không. Dạ không. Không. Dạ có. Nhanh lên. Con vậy mai mốt ba không dắt con đi chơi nữa đâu nha. Bắp. Con nói đàng hoàng không? Con có thương ba không? Không. Không. Thôi vậy thôi, cho Bắp tới mình đi. Ba không chơi với Bắp nữa. Con có thương ba không? Có. Nhiều không? Nhiều. Nhiều bao nhiêu? Nhiều. Thương ba đẻ ở đâu? Tim. Tim đâu? Tim của ai? Bà bá. Tim của bà bá hả? Ừ. Tim của ai? Mà má. Tim mà má đúng không? Ừ. Có tim của Bắp không? Có. Đâu tim Bắp đâu chị? Đáng giỏi quá. Thôi bye bye đi. Bye.